tại vì cô quen mà. Cái đuôi đó là nó đốt à hả? Cái đầu nó cũng vậy. Cái đầu nó là chiếc đuôi, nó nấu như chiếc đuôi. Cái đầu giống như cái đuôi luôn. Trời nãy không thấy bà cái ấy ra, không thấy bà cái chuối cái ào vô kìa. Rồi. Trong cái nước cho nó ra vậy mà nó cao vậy. Không chốc mà chưa tới chốc một cái cạo rồi chưa để qua cái nè anh quay làm gì em? Cạo xe là nào cạo cạo đi. Mấy con mà tuột được cái vảy đó là con nó tới hả? Nè con nó không tuột được. Cạo còn không tới nó lấy nếu nó không thấy chế chút nữa ra hết thì vậy ngon quá. Con này tuột gì nó đâu có đứt hả? Cưng mà đứt nó nữa lại thôi. Da này nấu nó còn dai nữa nhưng nó đứt. Gắn. Gắn dai nó ăn được. Nhưng mà nó ngon. Mà nước nó ngon ngọt hay. Cha mày có mua ăn không? Ăn bắt mà chứ không mua. Trời bắt không ăn gì đã. Ăn gì đủ. Cha là ăn là tao mua vậy đó. Cậu giao rồi bọn nó sạch thì lấy cái gì nữa. Như lấy sao lấy gỗ gì ra trên. Lên bên đi đâu à? Con nào sạch lại ngồi nhìn cái này của nó nè, nó không có còn trắng nữa. Lương có gắn đó. Gầm á cái là đầu mẹ con lương tự động lại nó. Lương mà thấy nó lẹ cỡ nào. Lương đi lại cho con gắn ăn hả? Ờ nó nằm hả họng đó. Rồi là nó quất. Ghê vậy. Nó như vậy mà nó đâu có đi ấy. Gầm trăng sáng là nó lên đủ mấy cái đường nước cái khe anh nằm đó. Con thua gì gắn này. Ừ, vậy mà ổng la quá trời luôn. Trời ơi con gắn nó dám cầm. Bữa nó xảy anh con ngủ rồi đó. Gắn hả? Mới bị đòn nè. Mới bị ai đó. Rồi này là nó đâu có. Dâu bị ai đó. Trời gì? Sao bị đánh? Sao con bị đánh?
bị đòi cái gì nó lại nghe diễn lại kìa. Con bị đánh ra thôi. Ngoài ơi, con quýnh người ta. Nói xin lỗi người ta. Người ta quánh con mét ông mày ơi. Con không có hở được đánh người ta. Thế không được. Không. Không được. Được. Chả. Chả thì thằng Đông còn nói quýnh chả nữa. Đánh người ta là nói xin lỗi, nên không có đánh. Để giết lại cũng được. Cha ơi, đánh người ta luôn. Rồi mới mốt cha con là bị mắng vốn. Con mày mà đánh bao con tao vậy? Đánh ta biết là nhịn. Nhịn ăn luôn. Nhịn ăn luôn. Nhịn đâm đá luôn. Cái nồi trên. Cái cơm nó còn chẳng mà. Cha nhà nó đụng vậy chứ. Mày nói chuối mày nhỉ không ăn như vậy. Giống mà cái vảy với vảy cá vậy. Sao người làm sạch rồi à? Cắt bụng nó nữa. Một bụng cốt là bên hầm sả. Được á. Cái ruột con gắn béo đi chứ hả? Cái sạch bon à. Cái ruột này hồi cha ông mần ông lấy hết trơn chứ đâu có bỏ gì đâu. Sao không đưa ra cắt đuôi cái hả? Đỡ rồi còn khúc nữa. Rồi lại ra dẹp hết. Ông cần lớn này á. Cái dao không em? Còn cái dao kia mình đâu? Dao của cá rồi đâu? Rồi. Đâu này rồi. Vô này rồi. Vô đi mà. Vô đi gì? Ầm cái đi rồi vô lấy chuối ăn nè. Ăn chuối không? Vậy mà chuối nha. Cái này bỏ vậy. Vậy là bỏ như đây đấy. Nó cũng béo đi chứ hả? Nhưng mà làm như bị non cái gì. Nước mắm được chứ nước mắm thì người mà thanh niên rồi ăn mới được chứ còn người lớn ăn hơi dai. Đắng nè, hơi dai. Khúc có khúc về chiên nước mắm thôi, ngồi nhậu. Hết bia luôn á. Nước chui rồi ăn mới đã nữa. Nướng ấy. Để về nướng luôn hả? Để nguyên vậy. Nướng như mình bắt ấy lên nha. Dạ. Rồi có phải làm gì không hay là cứ để về thêm nướng à? Không.
đây xả hầm rắn vừa chưa? Chân lên đi, bỏ chân lên đi má đại. Rồi. Biểu làm từ từ đi đang chứ. Nhỏ nó còn ngoài gì đâu. Một chút đường, một chút muối. Để vô sợ nhiều khi là nó dập ba cái mạch này mà để vô nó ngon ấy. Dập mạch thì nó đắng nó cũng ngon, nhưng mà cái mạch rắn này thì nó lại tốt cho nên phải ăn, không có bỏ. Như là làm thuốc vậy đó, cho nên là không có bỏ. Này xả. Này xả. Xả này để vậy luôn hay là cắt khúc? Cắt khúc. Chắc chắc nãy đập ra. Mùi xả tươi này. Đập một chút xíu nó thơm lên thôi. Rồi xong, xong rồi đây. Xong rồi. Xong rồi rồi. Xé gì vậy? Nhớ không nhớ, nhớ còn nhớ không nói vô đi.
Chứ đăng liên tục rồi mà. Mới đúng rồi. Xả này các khúc là để cho trong hầm chung luôn. Lá này gấp cũng gấp bỏ để cho nó ra nước. Nó thơm. Dạ. Thơm. Trứng nãy giờ thấy chưa? Món gì đó anh làm cho ông nhậu mày? Không thì coi lại clip là biết à. Rồi xong cái màn này dẹp đi chợ đi. Mấy cái món nào ấy lưu lại nha Thảo. Cõi quá. Có gì mình có gì mình bỏ quá lên tôi không làm. Rồi vậy cho nó rút một tí nữa cái này để nước vô. Đây là cái ruột của rắn này. Rồi. Quấn lại đẹp ghê luôn. Rắn chỉ bỏ khúc tay thôi. Phải mà ông mổ ra. Lấy hết luôn, nói chung là rắn này cơ bản là lấy hết luôn. Chỉ có chặt cái phần đầu chút xíu, phần đuôi chút xíu rồi. Với cái vải đây, mình vắt cái vải thôi. Chứ còn tất cả là lấy hết, rắn này sạch lắm. Rắn này là rắn sạch mà rắn thiên nhiên hoàn toàn cho nên ăn hết. Giờ mình cứ xào như vậy trong vòng khoảng 20 phút này cho nó thấm rồi mới bỏ nước vô. Rồi vậy là nước chưa. Nước dừa vô rồi mình tiếp tục hầm tiếp cái nước dừa tươi. Nếu vẫn có điều kiện thì cái nước trắng bình thường thôi, nhưng đây có điều kiện thì ở quê mà hai nước dừa vô hầm cho nó ngọt ngon. Đầy đủ nước dừa thì nó ngon hơn mấy cái loại kia nước trắng. Vậy là ghim xuống là quất một phát nữa là thôi. Giờ mình tiếp tục đun trong thời gian để cho nó mềm mà nó thấm. Lát nữa lấy cần thì đổ thêm trái nữa. Ngồi đây nè. Con gót, mẹ gót tìm con cái gì? Con gót bận con hả? Con đói không? Con khát không? Con thèm không? Trời, cái nước hầm rắn này ngọt ghê lắm luôn á. Hầm nước dừa mà không ngọt. Đây bữa ăn cơm quê này, toàn đồ ăn quê không? Ăn hết rồi. Mẹ ấy thì lấy bia ra mẹ Thảo làm. Lon lon rồi lon gì trong đó. Đá ra. Quá hấp dẫn. Nhấn không? Cho nó đã rồi. Ăn cái bồ lông rồi. Đây. Giờ tay làm đó luôn. Chấm này được mắm mắm cay, mắm mặn cay. Vậy đó. Nó vậy cái này nó coi quất liền. Làm mới một xì nữa thôi rồi luôn. Quất liền luôn.